Chào tất cả các bạn. Bây giờ là hai vợ chồng mình là sẽ đi ra ngoài cái miếng đất gọi là cái căn nhà đang xây, nhưng mà bây giờ nó chưa có xây, nó mới chỉ là một cái miếng đất thôi. Thì bây giờ hai vợ chồng sẽ đi ra để mà coi coi người ta đang làm tới cái gì rồi ha. Thì bây giờ mình muốn làm những cái video này để giống như chia sẻ với tất cả các bạn, cũng đồng thời là mình lưu lại những cái kỷ niệm. Giống như khi mà cái căn nhà nó chưa có xây, chưa có hoàn thành, rồi cho đến khi mà cái nhà nó hoàn thành xong như thế nào, giống như mình lưu lại đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bản vẽ của cái căn nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra mình xem con họ làm tới đâu rồi. Vì hôm nay là hai vợ chồng mình sẽ đi ra để đo đo lại, gần như cứ họ đóng cái khung đó các bạn. Họ đóng cái khung của cái miếng đất mình để mà xây căn nhà lên đó. Thì họ đóng cái khung bằng gỗ lên rồi để mà họ đổ cái nền á. Thì bây giờ mình sẽ ra mình đo thử coi là nó có chính xác trong cái bản vẽ hay không ha. Mình mời các bạn đi theo mình đi ra xem cái miếng đất của mình nha. Đây là cái bản vẽ các bạn, bản vẽ của cái căn nhà của mình đây. Thì đây là hai cái bản vẽ, một cái thì cái bản vẽ của bên builder người ta đưa cho mình, mà cái này thì mình sẽ in ra cho nó rõ ràng, nó có cái chi tiết, nó có cái số đo ha, từng chi tiết trong những căn phòng. Thì bây giờ mình sẽ ra cầm cái bản vẽ này để mà đo đạc thử coi nó có chính xác hay là mình có cần chỉnh sửa. Ví dụ mình coi có nó có mình có cần chỉnh sửa cái gì thì người ta sẽ điều chỉnh lại hết trước khi người ta đổ cái sàn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong cái khu nhà của mình ha các bạn. Đây là con đường đi vào trong cái miếng đất mà mình chuẩn bị mình xây nhà đây. Thì đây là những căn nhà ở giai đoạn 1 thì họ đã xây dựng trên dưới cũng 10 năm rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong là họ đang bắt đầu xây dựng cái giai đoạn 2 mà họ phát triển thêm đó. Họ xây dựng thêm trong đó cũng khoảng vài chục căn nữa. Nhưng hiện tại bây giờ thì trên dưới khoảng cỡ mười mấy căn nữa thôi. Khoảng 7-8 căn đang xây dựng và thêm khoảng 6-7 căn là under contract. Cho nên là mình là một trong những cái căn đầu tiên ha, trong cái giai đoạn 2 này. Đây là những căn nhà mà họ đã xây và đang xây, và căn nhà của mình thì đang chuẩn bị xây. Thì bây giờ cái nhà của mình nó chỉ là một cái miếng đất thôi các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem nó như thế nào nha. Và đây là những cái căn nhà mà đang xây xung quanh nhà mình ha các bạn. Đây là căn nhà đầu tiên trong cái khu vực mà họ mới mở rộng này ha. Đây là căn đầu tiên, còn bên này là cái nhà mẫu đang xây luôn. Và đây là cái căn kế bên nhà mình. Họ đang xây ngay đây là cái căn gốc nè các bạn. Rất rất là rộng, cái miếng đất rất là rộng luôn. Và đây là cái nhà của mình. Các bạn nhìn thấy những cái cây gỗ, cái khung gỗ họ đóng cái khung gỗ để mà họ đổ bê tông đó. Thì bây giờ mình và anh xã sẽ đi vô đây để mà đo ha. Đây là khung cảnh buổi chiều các bạn. Buổi chiều ngay cái view nhà mình nhìn xuống ha. Đó, rất là đẹp các bạn. Đó, bây giờ là hai vợ chồng mình sẽ đi đến đây. Đây là cái đồ nghề để anh xã mình đo. Đó, đo cái nhà, đo cái diện tích của cái nhà. Đó, xách đồ nghề đi theo. Đó, đây là sau lưng mình là cái nhà của mình đó các bạn. Đang xây đó, các bạn nhìn thấy rồi ha. Hôm qua mình cho các bạn xem cái video rồi đó. Thì hôm nay anh xã đến đo, đo coi có đúng cái diện tích ở trong cái bản vẽ hay không ha. Đó, cho các bạn xem nha. Đó, có đồ nghề sẵn sàng. Giờ trước khi chờ đợi anh xã mình quay cho các bạn xem nó sau lưng cái căn nhà của mình ha, nó sẽ như thế nào ha. Đó, sau lưng này nó giống như là một cái rừng vậy các bạn. Đó, đây là các bạn biết là người ta vẽ một cái khung này rồi nè. Đó, là lên cái căn nhà rồi, lên cái khung nhà, cái sườn nhà rồi đó các bạn. Đó, đây khu vực cái này mình đang đứng ở đây là nó là cái bếp, đây là cái gara. Đây nhìn xuống rất là đẹp, hoàng hôn xuống các bạn, ngay cái hướng nhà mình á là buổi chiều á, cái mặt tiền của cái nhà là hoàng hôn nó xuống ngắm hoàng hôn. Đó, đây là phía sau mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây là cái phòng ngủ, cái khu vực mình đang đứng đây là cái phòng ngủ, mai mốt nó là cái phòng ngủ của mình.
Đó, đây là khúc sau của cái nhà các bạn. Cái chiều nhà, cái chiều dài này rất là dài ha. Đó, đây là các bạn thấy nhìn nè, phía sau nè, nó có cái dốc nè. Phía sau nhà mình thì nó còn đất rộng lắm, rất là rộng luôn các bạn. Thì sau này thì anh xã sẽ đốn mấy cái cây này bớt, mấy cái cây nhỏ nhỏ đốn bớt ha, để mình chừa lại mấy cái cây lớn thôi. Chứ mình không có để mấy cái cây nhỏ nó rộng rạp lắm. Cho nên là mình sẽ đốn bớt để là những cái cây mà là cây gỗ quý thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua đây cho các bạn xem anh xã mình ảnh đo cái diện tích. Đã sẽ đo cái phòng ngủ trước. Đó. Đây là cái phòng ngủ các bạn, diện tích của cái phòng ngủ đây. Mình nhìn thì mình thấy nó nhỏ xíu à, nhưng mà đo ra thì nó sẽ rộng lắm, nó lớn hơn cái phòng ngủ hiện tại của cái căn nhà của mình. Anh xã đang đo các bạn. How you know that exactly, honey? It's really a rough estimate, honey. Until I could measure it off of that. Okay. Yeah, I could do that. Okay. For the short measurements, I can do that. So this one needs to be 14.1 outside the Y. Outside. Huh? The Y. You say Y? Yeah, outside to outside. So okay. This should be 14.4. Okay, 14.4. It sure is. Look at that. I was right. Right? Yeah. Of course. Of course they have to do right. Tại anh xã mình anh kỹ lưỡng, anh muốn ra anh đo lại chính xác các bạn, chứ người ta làm người ta cũng đã đo chính xác rồi. Nhưng mà anh muốn chắc lại. Do the whole thing. This should be. Nhà là anh đo lại hết. Đo lại cho chính xác coi trong cái bản vẽ coi nó có đúng không. Cái bánh xe đó anh đẩy lên các bạn. Anh đẩy đi anh đo có bao nhiêu mét á. À, mình nhìn ở trong đó là mình biết là nó đi được bao nhiêu mét á các bạn, đi được bao nhiêu xa. Mình không biết cái này là cái gì luôn. Anh đo cái chiều ngang của căn nhà các bạn. Đo chiều ngang của căn nhà là bao nhiêu. How long honey? Này bề ngang. 58 feet. 58 feet? Yeah. It's right? Yeah. I'll check it again over here. Nói chiều ngang của căn nhà là 58 feet. Yeah. That's right. 58, right? Mm-hmm, yeah. Yeah. I think, of course, they have to do the right. Đây là một cái chiều ngang của căn nhà. Và anh đo cái chiều ngang của cái phòng ngủ nè. Cái phòng ngủ. You measure the bedroom, right? Not yet. I'm just double checking. Double check, anh lại làm lần thứ hai nữa. Đó, đây là những cái hình ảnh mình muốn quay lại các bạn, để sau này mình nhìn lại ở cái căn nhà nó chưa có xây thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ nó xây xong thì nó sẽ như thế nào. Đó, để mình coi lại. Sau này cái nhà nó hình thành xong là mình sẽ coi lại những cái này. Đó, mình giữ lại làm kỷ niệm các bạn. Anh xã mình cũng là lần đầu tiên là mua nhà mà mình tự xây đó. Chứ hồi xưa là mua là người ta xây sẵn rồi các bạn. Nhà cũ, còn đây là lần đầu tiên là cũng mua một cái căn xây căn nhà mới, cho nên là hơi kỹ lưỡng xíu. Đó. Có cái xe đó đo đó, bao nhiêu mét. That's right. You mean these bedrooms? Mm-hmm. Where is it? Let me see. You can take the measure how long. Let I see the how long to the bedroom. Yeah. So this bedroom here is 11.3 and a half. Not too far. Cái phòng ngủ đây bên này là hai cái phòng ngủ các bạn. Thì anh đo một cái phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ cho khách á.
Maybe the, I think the two bedrooms are the same size, right? Huh? The same size, two bedrooms are the same size? Maybe a little different. Okay. Oh, that's big there. What's left there? Oh, I had the bathroom too. Oh. The bathroom in the middle. Yeah, yeah. So that's the back bedroom. Mm-hmm. The front bedroom is yeah. A little smaller. This room is smaller? No, the front one. The front one that's smaller? About a foot. Mm-hmm. 11, 3 and a half. No, not much. 11, 9 and a half. Đây là cái phòng ngủ, hai cái phòng ngủ của khách. Căn nhà này thì 4 phòng ngủ các bạn. 4 phòng ngủ, một cái phòng bonus. Bonus room. Và 4 phòng ngủ. Nó đâu phòng ngủ thứ hai. Yeah, the bathroom in the middle, right? Mm-hmm. Đó, đây là hai cái phòng ngủ. And then I'll measure the overall. So the bathroom is going to be, well, you got closets too, but the closet inside the bathroom, right? Inside the bathroom. Yeah. Where are the closets? There's a closet there. Uh-huh. Which is 2 foot. Two closets, a different size, right? Yeah, this one's on the interior. Mm-hmm. So 2 foot O. And five and a half inches. So it should be about 7.5 inches minus the walls mm-hmm. between the two. I think that's right. Mm-hmm. Cái người ta làm thì người ta phải chính xác, người ta đo như vậy thì phải chính xác rồi nè. Nhưng mà tại anh xã muốn đo lại, make sure double check thôi. Yeah, they got that right. Mm-hmm. So, the next thing I'll check is the this whole run here. I think this is right. Yeah. Bây giờ là anh xã bắt đầu đo xung quanh những cái phòng, rồi cái chiều dài, chiều ngang, chiều dọc. Nói chung là ở nhà thầu người ta làm thì người ta cũng đã đo kỹ lưỡng rồi. Nhưng mà bởi vì anh xã mình thì muốn ra đo lại tất cả các phòng rồi cái diện tích nó thử coi nó như thế nào. Tại vì mình nhìn ở trên cái khung này thì mình thấy nó nhỏ các bạn. Nhưng mà khi mình đo thì mình thấy cái diện tích nó đúng ha. Thì anh xã cũng nói rằng sau khi mà xây xong thì mình nhìn nó sẽ khác, nó sẽ rộng hơn. Tại vì mình nhìn như vậy thì mình không có nhận diện được ra như thế nào. Đó, đây là đo cái chiều dài của cái phòng ngủ. Phía bên hướng bên này là cái phòng ngủ, phòng master là cái phòng to, cái phòng của chủ nhà đó các bạn. Đây là một bên này á, là ở phía sau cái gara là cái phòng master. Anh đang đo cái phòng master rồi với lại cái phòng tắm á, cái bathroom của cái phòng master với lại cái closet, cái tủ quần áo, cái phòng quần áo á. Đó thì đây anh đang đo cái khu vực bên này. Hồi nãy đo bên kia là hai cái phòng đó là để dành cho phòng khách. Phòng hai cái phòng ngủ bên trong cái nhà này thì nó có 4 cái phòng ngủ. Thì một cái phòng master và hai cái phòng khách ở bên dưới. Và trên lầu một cái phòng ngủ lớn và một cái phòng bonus room nữa. Cho nên tổng cộng đó là 4 phòng ngủ và một cái phòng bonus. Thì mặc dù rằng là cái ngôi nhà này họ đã có sẵn cái mẫu thiết kế rồi, nhưng mà khi họ lên cái khung như vậy rồi thì mình cũng có thể thay đổi một chút xíu diện tích ở bên trong đó các bạn. Ví dụ như mà mình muốn thay đổi phòng nào lớn hơn, rộng hơn thì họ cũng có thể chỉnh sửa ha. Thì đây chỉ là một cái khung để mình nhìn ra là cái hình dáng căn nhà nó theo cái bản vẽ như thế nào thôi. Các bạn thấy đây là xung quanh tổng quát của cái ngôi nhà, chỉ là một cái miếng đất thôi. Thì tuần sau họ sẽ bắt đầu họ xây dựng, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem từng phần cái ngôi nhà ở Mỹ xây dựng như thế nào nha. Trời chiều á, hoàng hôn xuống rồi các bạn, đẹp ghê chưa? Đó. Nhà mình mới mốt là coi như là chiều là ngắm hoàng hôn. Sunset. 21, 3 and a half. Đó, các bạn thấy hoàng hôn đẹp chưa? Nhìn hoàng hôn. Đó. 25, 3 and a half. Cái phần này á là cái phần mà anh xã mình upgrade thêm á các bạn, là thêm một cái giống như là thêm một cái It's longer. Longer? Yeah. They make a longer?
Anh Nam, anh upgrade thêm, nói chung là cái nhà này mình upgrade thêm rất là nhiều. Ok. Upgrade lên cái phần này đó, anh đang đo đó là cái phần đó là để đổ bê tông thôi các bạn, nó nằm ở ngoài, bên ngoài căn nhà nó không có nằm bên trong mà nó chỉ là ở ngoài anh đổ đó để mình đậu xe đó. Tại đổ đậu thêm có thể một chiếc hai chiếc xe bên hông nhà đó, nghĩa là cái nhà này bên hông cái gara. Phần này nè là cái phần extra thêm nè. Đó, là mình trả tiền thêm để người ta đổ cái bê tông á các bạn. Từ mai mốt đã hoàn thành xong cái nhà thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem ha. Bây giờ nó chỉ lọc cái khung như vậy thôi. Đo cái phần này là phần ở bên ngoài, bên ngoài cái nhà các bạn. Đây là that's right there. That's right. Okay. That's outside the garage. Yeah, outside. The door right here. Yeah, right here. So I'm gonna measure from there to here. Which should be, looks bigger than that too. It should be 21 foot 6 inches. Giờ đo cái garage các bạn. Đo cái garage coi bao nhiêu. Bao nhiêu chiều ngang, bao nhiêu. No, that's right. Right? A little bigger, but... That's a right, right? Yeah. The garage like this or the big garage? Mm-hmm. Big. Garage bự quá. So, that's the driveway. You're gonna come over a little bit. Mm-hmm. Maybe they fix it. Huh? They will fix it, right? Yeah. Đây là miếng đất của mình, cái nhà của mình từ trên cao đây các bạn. Đó, đây mình nhìn xuống nè. Mình qua nhà hàng xóm mình nhìn xuống cho các bạn xem, quay xuống cho các bạn xem nè. Đó. Miếng đất, bây giờ chỉ là miếng đất thôi ha. Đó, lưu lại sau này làm kỷ niệm. Đó, đây là cái nhà hàng xóm bên cạnh là các bạn, căn nhà là căn nhà đầu tiên á. Căn nhà đầu tiên được xây lên, bây giờ họ đã có người dọn vô rồi nè các bạn. Đó, họ dọn vô họ ở rồi đó. Đó. Đây là phía trên. Mình nhìn xuống xung quanh cái view. Mặt trời lặn nè. Các bạn nhìn thấy mặt trời lặn đẹp ghê chưa? Đó, cái view nhà mình là sẽ là mặt trời lặn như vậy nè. Quá đẹp luôn các bạn. Hoàng hôn xuống. Quá đẹp. Rồi các bạn, chiều nay đi ra dẫn các bạn ra ngoài để mà tham quan cái miếng đất. Bây giờ nói cái nhà thì nó chưa hình thành cái nhà các bạn, chỉ là một miếng đất thôi. Nhưng mà để lưu lại những cái kỷ niệm này ha, để sau này mình có thể mình ngắm mình xem lại được. Đó, để cho biết rằng trước khi hình thành thì cái nhà nó như thế nào, rồi sau khi mà xây xong rồi thì nó sẽ như thế nào, nó đẹp như thế nào các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay, chia sẻ một chút hình ảnh cho vui vui với lại tất cả các bạn nào quan tâm ha. Và nhiều bạn cũng quan tâm hỏi là cái nhà của mình xây nó như thế nào. Mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn nào mà đang quan tâm cái kênh YouTube của mình. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Với một tính chất là chia sẻ thôi nha các bạn, chứ không có khoe khoang gì ở đây cả. Tại vì ở Mỹ này á, thực sự ra ai cũng có thể mua được cho mình một căn nhà nếu các bạn có việc làm, có income ha. Cho nên cái việc mà các bạn mua nhà, xây nhà thì cái chuyện rất là bình thường. Cho nên cái đây chỉ là một cái video, những cái video mang tính chất chia sẻ cho các bạn xem cho vui, chứ không có một tính chất khoe khoang nào cả. Cho nên là các bạn ủng hộ cho mình nha. Nếu bạn nào thích cái video của mình thì các bạn có thể cho mình một cái like ủng hộ video này, và bạn nào chưa subscribe thì nhớ đăng ký cái kênh này để có thể xem được những video mà mình sẽ post lên về nhà cửa, mua nhà mua cửa, hoặc là kinh doanh mua bán, hoặc là chia sẻ về cuộc sống Mỹ nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào cả nhà. Bye cả nhà.